Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đã bước sang ngày thứ 100 kể từ khi bùng phát, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, bất chấp những nỗ lực hòa giải của các cương quốc trong khu vực và quốc tế. Chương trình lương thực thế giới WPF đã phát đi cảnh báo là 19 triệu người đang phải đối diện với tình trạng mất an ninh lương thực do xung đột tại Sudan. Hơn 3 tháng chiến sự Cuộc xung đột đã khiến hơn 3 triệu người phải đi lánh nạn, trong đó có hơn 700.000 người phải chạy sang các nước láng giềng tị nạn. Bộ Y tế Sudan cho biết khoảng 1.136 người đã thiệt mạng, mặc dù các quan chức tin rằng con số này còn cao hơn. Chiến sự còn phá hủy hàng ngàn công trình nhà cửa, đường xá, trường học, bệnh viện và gây ra tình trạng mất điện, thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực và thuốc men nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Tình hình nhân đạo đang rất đáng báo động ở Sudan. Hiện có hơn 19 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và dự báo là tình hình sẽ còn tồi tệ hơn khi cuộc xung đột tiếp diễn. Trước sức ép quốc tế, quân đội Sudan và RSF đã tiến hành nhiều vòng đàm phán hòa bình tại Ả Rập Saudi và đạt được một số lệnh ngừng bắn ngắn ngày tuy nhiên tất cả các lệnh ngừng bắn đều nhanh chóng bị phá vỡ và cả hai bên đều đổ lỗi cho đối phương đã vi phạm lệnh ngừng bắn trước